mà không kiện và làm dứt khoát vụ này thì nghệ sĩ còn lâu mới yên được với bà Hường. Dâu dương dạy thế gì, dâu diếm dâu diếm nhiều chuyện, nhưng mà chuyện nó nhiều là phải nói. Chị làm mọi việc trong danh dự thì chị cũng sẽ kết thúc mọi thứ trong danh dự. Cảm ơn chị vì buổi hôm nay ạ. Tất cả những thông tin mà chị cho tôi đã đều ghi lại và sẽ đăng lên một cách chính xác và uy tín. Tôi còn một buổi phỏng vấn khác, xin phép chị ạ. Tôi hy vọng rằng là buổi ngày hôm nay cậu đã có được những thông tin cần thiết. Và tôi cũng rất mong chờ đọc được một bài báo đúng với tư cách của một nhà báo làm nghề. Dạ. Tôi không có việc, không tiễn. Chào chị ạ. Không thể chịu đựng một người khùng điên vớ vẩn như này mãi được. Tất cả những tin nhắn giữa vợ tôi và anh ta, kể cả tiền bạc, đến một ngày cần thiết, tôi sẽ công bố. Đây là những chuyện chưa hề ai biết cả. Khí lò than, giống giọng khí lò than. Hường Diamond ngừng livestream tuyên chiến. Ok, cảm ơn em. Câu chuyện làm từ thiện từ đây sẽ đi về đâu? Chẳng lẽ bà Hường sẽ ngừng cuộc chiến này thật à? Thế cái lùm xùm từ thiện của nghệ sĩ cứ thế là cho quà à? Chẳng biết showbiz bây giờ có ai dám từ thiện nữa không nhỉ? Sau vụ dùm beng này cuối cùng trả được cái mẹ gì? Thì như bà ấy dùng thuốc hướng thần đúng không? Thì theo như em nghĩ là có khi nào bà ấy cần thời gian ổn định tâm lý không nhỉ? Chẳng lẽ đây chỉ là kế hoạch cách ngạn quan hỏa? Cái gì? Cách ngạn quan hỏa? Nghĩa là gì? Giải thích tôi xem nào. Ông chả biết cái gì cả. Làm nhà báo mà cái gì cũng không biết. Để tôi giải thích cho các ông các bà xem. Cách ngạn quan hỏa. Trong tam thập lục kế thì nhất nhị tam tứ ngũ kiểu cái này là cách thứ 9. Cách là gì? Cách là từ xa, ngạn là bờ, quan hỏa là đứng xem lửa cháy. Thì chung quy lại, cách ngạn quan hỏa nó sẽ là lùi lại về phía xa để cho kẻ địch tự rối loạn, từ đó sẽ phán đoán hành động và đánh úp. Hết lương chống luôn. Vẫn là nghiêm một ngày. Rồi lúc nào chả phải là tôi. Mà này, tâm thần có phải là cây bài miễn tử không nhỉ? Này. Dạ. Bảo đứa nào đặt tiệc đi. Hôm nay cô khao. Cô vừa đặt được thêm một viên kim cương nữa vào bộ sưu tập của mình. Ôi tuyệt quá cô. Đương nhiên rồi, cô là Hường Diamond mà. Alo, dạ. Tôi là trợ lý của bà Hường. Cô ơi, điện thoại ạ. Ai? Alo. Bọn chó đẻ này, đúng mất dậy. Tao là đại diện cho công lý, vì dân, vì nước. Chúng mày nghĩ rằng chúng mày gọi công an sờ gáy là tao sẽ sợ à? Thank you.
anh đứng một mình thế này. Các anh không biết hôm nay là ngày gì à? Hôm nay là thứ sáu, ngày 14. Không có gì thay đổi, ngày mai là thứ bảy. Ngày 15. Đúng, chính xác. Ý em không phải là ngày kiểu đấy. Sao nhỉ? Hôm nay có phải là ngày em thích ăn xúc xích là sẵn không? Đúng rồi, để anh đi mua. Đi ra. Sao đấy? Đấy. Tết đấy. Này, đúng là nghệ sĩ đã có ý kiến ngược chiều đứng ra bảo vệ Thủy Lôi với Trấn Hà rồi đấy. Nghệ sĩ bị chồng sao kê thuộc cung Minh Bạch mà lại còn giải ngân hàng chiếu ấy thì không mà giải nghệ chứ giải hạng không ăn thua đâu mà. Mà mới nghe tin bà Hương ngừng live stream rồi. Nói chung là tỷ số bây giờ đang là 1-0 nghiêng về phía nghệ sĩ. Thế Ly thì sao nhở? Cả ngày hôm nay là anh chưa thấy ý kiến gì đâu nhá. Của em á? Ngon. Trả quả táo đây, đồ tồi. Không, trả đây. Không trả đâu. Táo của em. Anh cũng tẩm quất rồi á, ổn thôi. Anh kia. Anh ngâm được rồi mà. Anh không tẩm quất đâu. Thôi, trật tự. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Lee. Đấy. Bất ngờ. Để đây. Đây. Nhất cô nhá. Wow! Sinh nhật à? Vỗ tay. Các anh là ai đấy? Sao lại vào văn phòng của chúng tôi? Tôi đến đây để lấy văn phòng này. Lấy văn phòng. Chắc các anh còn nhầm lẫn gì thôi. Văn phòng này chúng tôi làm việc bao lâu nay rồi cơ mà. Chúng mày xem đi. Cái gì? 2 năm. Anh ơi, hình như ở đây có nhầm lẫn gì đó. Chúng tôi đã đóng 2 tháng rồi. Thôi. Đau đầu quá. Tao cho chúng mày đến 3 giờ chiều dọn đồ rồi cút. Nếu không bố mới xử hết mày. Mày nghe đi. Vào đi. Nhìn rõ chưa? Qua bên này là anh muốn tòa soạn này đóng cửa à? Cuộc chiến này càng ngày càng hấp dẫn.